Người dân Mỹ đã có một đêm không ngủ sau khi chiến thắng gọi tên ông Donald Trump trong cuộc bầu cử tổng thống tại nước này. Hàng triệu người dân Mỹ, đặc biệt là những người ủng hộ cựu tổng thống Trump, đã đổ ra các đường phố hội trường để ăn mừng chiến thắng. Tại nhiều khu vực trên khắp các bang của Mỹ, những người ủng hộ ông Donald Trump mang theo cờ và khẩu hiệu đổ ra các tuyến đường, gieo hò và hô vang nước Mỹ vĩ đại trở lại. Tôi thích những chính sách của ông ấy, tôi nghĩ chúng thật tuyệt vời và là những gì mà nước Mỹ cần. Những con số mà ông Trump đạt được thật tuyệt vời, tôi nghĩ rằng nước Mỹ cần một tổng thống như ông ấy. Thị trường chứng khoán Mỹ cũng ngay lập tức có phản ứng khi đồng đô la Mỹ đã đạt mức tăng trong ngày lớn nhất kể từ tháng 3 năm 2020 so với các đồng tiền chính, và đồng Bitcoin đã tăng vọt đến mức cao nhất mọi thời đại trước diễn biến gọi là giao dịch Trump, tức là tỷ lệ đặt cược vào ứng cử viên Donald Trump diễn ra. Trong khi đó, trái phiếu kho bạc Mỹ giảm vào hôm qua, khiến lãi suất tăng vọt với triển vọng ông Donald Trump bước vào nhiệm kỳ tổng thống thứ hai có thể tiến hành các đợt cắt giảm lãi suất và tăng thuế.